Đây các bạn, cho các bạn xem, đây là vườn quýt của nhà cậu ở trên Nghệ Đàn nha các bạn. Đây thì ở đây là quýt này, đây cho các bạn xem quýt nhá, quýt đầu mùa, nó là quýt mới có trái lần đầu nhé, cho các bạn xem đó. Đó, trái nó nằm ở gần dưới gốc không à. Đó các bạn, đây đây là vườn đây cho các bạn xem. Đây các bạn xem trái nhá, trái đây các bạn, đây à, đang xanh nhá, trái rất là nhiều nhá. Đó các bạn xem, đây trái rất là nhiều, cả ổi nữa các bạn. Đây, vườn cây rất là nhiều. Đây cho các bạn xem ổi nhá, đây là vườn ổi này. Đó, ổi nhá. Phóng ơi, trái này vàng cái này. Hả? Ôi cám trái đầy lắm. Bích trái này à bố? Hả? Bích trái này à? Không biết. Vườn của Hải đó. Bích luôn. Trái đầy. Ngọt, ổi ngọt. Ông Hai cho ăn. Cho khi nào? Ông Hai cho ăn. Cho khi nào? Dạ. Cho khi nào? Hôm nay hồi bổ thôi. Bổ đâu biết. Ai nói? Dèo bò trong bông bóng thúi rồi. Bò trong bông bóng mà thúi rồi. Hái được mấy trái rồi, hái mấy trái nhỏ nhỏ thôi. Được rồi, roi à? Tưởng cái roi thôi. Bọc ở trong không biết được là già hay không. Đấy các bạn, mình đi vào vườn ổi và quýt để mình xem có trái nào già không. Nếu mà để không biết để nó cũng bị hư hết, thúi hết. Đây này là mía các bạn. Quả này chín quá rồi. Chín quá gần hư.
Đây các bạn. Đây mới trồng được một năm đó các bạn, mới trồng một năm đó, bắt đầu ra trái đây. Vườn rất là rộng và có trái cây và quýt. Các bạn xem. Đây các bạn. Trái rất là nhiều. Trái rất là nhiều luôn. Ở đây thăm vườn nhé. Thôi bây giờ mình chắc phải về thôi. Đây, trái rất là nhiều. Thôi chào các bạn nhé. Bây giờ mình phải về phía nhà thôi.